Xin kính chào quý bà con, quý chị, các bạn đang xem kênh. Thì sáng hôm nay là thứ 7 ngày 15 tháng 6 năm 2024, thì mình tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua trình với sầu riêng G6, sầu riêng Thái cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên, cho quý bà con, quý chị, các bạn cùng tham khảo. Ngoài cập nhật hình giá sầu riêng G6, sầu riêng Thái thì mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Kính thưa quý bà con, quý chị, các bạn, thì hình giá sầu riêng G6, sầu riêng Thái trong thời gian khoảng 1-2 ngày trở lại đây thì nhìn chung là giá có biến động nhẹ, giảm nhẹ so với những ngày trước. Thì tạm thời mình xin cập nhật giá buổi sáng, nếu như buổi trưa, buổi chiều có thay đổi mạnh thì mình sẽ làm thêm. Hình giá sầu riêng hiện nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì sầu riêng Thái loại 1 dao động từ 93 đến 95 ngàn, loại 2 dao động từ 73 đến 75 ngàn, loại 3 hàng C dao động từ 50. Sầu riêng G6 thì loại 1 dao động từ 63 đến 65 ngàn, loại 2 dao động từ 50, còn loại 3 hàng C dao động từ 38 ngàn. Đây là tình hình sầu riêng G6, sầu riêng Thái tại khu vực miền Tây, khu vực bằng sông Cửu Long. Giá này là giá thương lái thu mua tại vựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn, từ 3 đến 5 ngàn đồng ký, tùy theo từng nơi, tùy theo từng khu vực. Đây là giá cập nhật tại vựa tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tiếp theo là tình hình giá sầu riêng tại khu vực miền Đông, khu vực miền Đông hiện nay. Khu vực miền Đông hiện nay thì giá sầu riêng Thái loại 1 dao động ở mức từ 93 đến 95 ngàn, loại 2 dao động từ 73 đến 75 ngàn, loại 3 hàng C dao động từ 50. Sầu riêng G6 thì loại 1 dao động từ 63 đến 65 ngàn, loại 2 dao động từ 50, còn loại 3 hàng C dao động từ 50. Tiếp theo là tình hình sầu riêng tại khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên hiện nay thì giá sầu riêng Thái là 1 dao động từ 92 đến 94 ngàn, loại 2 là 75 ngàn, còn loại 3 hàng C dao động từ 45 ngàn. Đây là tình hình giá sầu riêng Thái. Còn số sầu riêng G6 thì loại 1 dao động từ 60 đến 63 ngàn, loại 2 dao động từ 45 ngàn, còn loại 3 hàng C dao động từ 35 ngàn. Đây là giá tại khu vực Tây Nguyên. Giá này là giá cập nhật tại vựa.